Chiều không gian tối có thể chính là nghĩa địa đa vũ trụ và chứa những bí ẩn liên quan đến cuộc chiến kết thúc giai đoạn 5 và 6 của MCU. Dark Dimension hay chiều không gian tối, từng được giới thiệu trong độc tờ Strange năm 2016 có thể chứa bí mật to lớn liên quan đến đa vũ trụ. Nơi đây vẫn còn nhiều bí ẩn. Thông tin duy nhất là nó bị cai trị bởi thực thể Dormammu, hay còn biết đến là chú của Lee, người xuất hiện trong post-credit của độc tờ Strange 2. Sách hướng dẫn về MCU mô tả chiều không gian tối là nơi chứa các chiều không gian mà Dormammu đã chinh phục và hấp thụ. Thời gian dường như không tồn tại ở đây. Chiều không gian tối là kết quả của cuộc chiến đa vũ trụ. Một lý thuyết được chia sẻ bởi trang CBO gợi ý rằng chiều không gian tối và cuộc chiến đa vũ trụ có mối liên hệ với nhau. Hay cụ thể hơn thì chiều không gian tối chính là kết quả của cuộc chiến đa vũ trụ. MCU đã giới thiệu nhiều vũ trụ và chiều không gian khác, nhưng chiều không gian tối lại là một trường hợp đặc biệt do nó là nơi cư ngụ của thực thể mạnh mẽ như Dormammu. Huge Man từng giải thích rằng các biến thể của hắn từng gây ra các cuộc chiến đa vũ trụ. Do đó, giả thuyết này cho rằng chiều không gian tối có thể là tàn dư của các cuộc chiến đa vũ trụ đó. Một khoảng không không có dòng thời gian cụ thể và những gì còn sót lại của các vũ trụ sụp đổ dường như được ném vào đó, giống như nghĩa địa đa vũ trụ. Điều này giải thích vì sao thời gian trong chiều không gian tối lại khác biệt và Dormammu có thể đã đánh hơi được nơi đây, tìm đến và hấp thụ các vũ trụ khác nhau để trở nên mạnh mẽ. Giả thuyết này có tác động gì đến giai đoạn 5 và 6? Nếu giả thuyết này là chính xác, Dormammu có thể đang từng bước được thiết lập để trở thành nhân vật phản diện lớn tiếp theo trong MCU. Với một thực thể mạnh mẽ như Dormammu, chắc chắn MCU không chỉ giới thiệu hắn với vai trò phớt qua được. Đó chính là lý do họ ra mắt nhân vật Lee, cháu gái của Dormammu trong độc tờ Strange 2. Lee mở đường cho câu chuyện khai thác sâu hơn về thực thể này cũng như chiều không gian tối. Nếu Dormammu lấy sức mạnh từ những gì còn sót lại của cuộc chiến đa vũ trụ, hắn có thể trở thành mối đe dọa lớn sau sự kiện Secret Wars, sau khi Huge Man bị tiêu diệt và khả năng Kang có thể trốn thoát ra khỏi lượng tử giới trong Ant-Man 3. Cùng với những cuộc xâm lấn vũ trụ được kích hoạt trong độc tờ Strange 2, tất cả đều đang chuẩn bị nền tảng cho một cuộc chiến đa vũ trụ mới sắp diễn ra trong Avengers 5 và 6. Vì vậy, chiều không gian tối chắc chắn sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, giúp Dormammu tăng cường sức mạnh và thậm chí có thể biến hắn trở thành phản diện chính thức trong giai đoạn 7 và hơn thế nữa. MCU đã tiết lộ gì về cuộc chiến đa vũ trụ? Khi MCU khám phá đa vũ trụ, các manh mối đã dần được tiết lộ, bao gồm cả cuộc chiến đa vũ trụ. Huge Man từng giải thích trong Loki rằng một cuộc chiến đa vũ trụ đã được kích hoạt từ rất nhiều năm trước bởi các biến thể của hắn. Trở lại thế kỷ 31, Nathan Ian Richards đã phát hiện ra có vô số vũ trụ song song, nhưng không phải là người duy nhất, bởi cùng lúc đó, các biến thể khác của hắn cũng phát hiện ra đa vũ trụ. Các biến thể của Nathan Ian đã liên lạc và trao đổi công nghệ cũng như kiến thức để cải thiện vũ trụ của họ cũng như những vũ trụ khác. Tuy nhiên, một số biến thể mang âm mưu chinh phạt và thống trị toàn bộ đa vũ trụ. Những biến thể này bắt đầu xâm lược các vũ trụ khác, gây ra xung đột giữa tất cả các biến thể của Nathan Ian trong đa vũ trụ. Trong đó, mỗi biến thể đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nhằm mục đích tiêu diệt các vũ trụ khác để cứu vũ trụ của họ khỏi bị xâm lược. Huge Man là người đã ngăn chặn chiến tranh bằng cách vũ khí hóa Alioth, một thực thể xuyên thời gian. Nhờ đó hắn đã đánh bại các biến thể của mình. Và để ngăn chặn một cuộc chiến đa vũ trụ khác xảy ra, Huge Man đã chọn một số thực tại và cô lập chúng. Dòng thời gian thiêng liêng và cơ quan quản lý phương sai thời gian TVA được lập ra để đảm bảo không có nhánh dòng thời gian nào phát sinh. Trên đây là giả thuyết về chiều không gian tối. Bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!